Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, kêu gọi người dân bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố cam kết cung cấp đầy đủ thực phẩm, lương thực cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách tăng cường. Sáng ngày 21 tháng 8, sau khi có thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao biện pháp chống dịch từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, nhiều người dân đã tràn ra các siêu thị, cửa hàng để mua sắm, tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chiều 21 tháng 8 chia sẻ tại buổi họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng các lực lượng giao hàng bằng công nghệ shipper tại thành phố Thủ Đức và 7 quận gồm quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Những quận khác shipper chỉ được hoạt động nội quận, không được chạy khác quận, huyện khác. Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8 năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 374 triệu đô la Mỹ, giảm 45,46% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2021 và giảm 31,5% so với nửa đầu tháng 8 năm 2020. Trước đó, trong tháng 7 năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tuy vẫn tăng so với tháng 7 năm 2020, nhưng vẫn giảm khá nhiều, giảm 14% so với tháng 6 năm 2021, khi đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nước ta đạt 9,95 tỷ đô la Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BRG cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hưng Yên thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên trên toàn hệ thống siêu thị BRG Mart và Harpo Food. Chương trình nhằm hỗ trợ bà con nông dân Hưng Yên đưa sản phẩm đến người tiêu dùng thủ đô. Dự kiến trong tuần nhãn lồng Hưng Yên diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 8, toàn hệ thống BRG sẽ tiêu thụ khoảng 30 tấn nhãn lồng.